sạch sẽ, liên lạc giá sinh viên. Chúc tóm gọn lại là một em Honda 67, hôm nay shop em sẽ review cho anh em một em Honda 67 sạch sẽ. Nói chung là xe bời là chỉ đổ xăng thôi anh em. Một vòng cho anh em ở xa xem đi ha. Cấu hình máy là 70, 4 số CD. Một vòng cho anh em xem. Em này là sườn lốp zin nha, em này là sườn lốp zin. Quay một vòng cho anh em ở xa xem cho rõ ràng. Biển số của em nó là biển số 68 5440, anh em nha, 5440. Cấu hình máy là 70, 4 số CD, xe sườn lốp zin. Em quay sát vô cái số khung số máy cho anh em ở xa xem. Xe này số khung số máy là rõ ràng anh em nha. Xe số khung số máy là rõ ràng, chứ là chuẩn chỉ. Xe này lúc trước thì mình dọn cho một anh trai ở Bình Dương. Đúng rồi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, đúng rồi. Dọn cho anh trai đó, nói chung là sạch, dọn sơ, sạch sẽ, liền lạc, máy móc êm. Thì anh chơi cũng hơn một năm rồi. Nay anh đi du học, anh để lâu thì sợ hư, nên anh chia sẻ lại cho anh em. Và giá của em nó là 17.500.000. Một cái giá cực kỳ tốt luôn, một cái giá cực kỳ dễ thương cho những anh em nào thường hay dặn shop em. Nghe điện thoại đi bảo, đưa đây cho anh. Một vòng cho anh em xem. Một vòng cho anh em xem thì đầu tiên thì lúc nào cũng vậy ha. Shop em quay cho anh em xem cái bình xăng lớn 67 zin. Bình xăng lớn là bình xăng lớn 67 nha. Má xi, cao su, chim đều là gia công hết. Đây. Má xi zin nha, cao su zin, chim là chim gia công anh em nha. Xe nói chung là sạch sẽ. Nước sơn này cũng còn kha khá là ok. Nước sơn còn kha khá là ok anh em ha. Yên thì yên mới. Yên rất là ôm với bình xăng. Thì cái này thì mình lúc nào cũng vậy. Hầu như chiếc xe nào bên shop em cũng vậy hết. Cũng phải ôm bình xăng mình mới chịu. Chứ nó hở bực bội lắm anh em. Mình chơi 67 á, mình thấy chiếc 67 hay là chiếc CL, là chiếc CD. Có rất nhiều anh em gắn cái bình xăng nó hở mình bực bội lắm. Nhìn nó kỳ cục lắm. Xe này thì chủ xe trước á không thích xài cái ba ga thì xài cái quay đây, tay sách này. Thì những anh em nào mà mua xe này thì shop em sẽ tặng cho anh em một cái ba ga bất kỳ ha, bất kỳ ba ga nào cũng được. Shop em sẽ tặng cho anh em một cái ba ga này sau để khỏi chống chảy. Một cái ba phần về phần ba ga thì do chủ trước người ta không thích cái xài cái ba ga nên người ta xài thích này cho gọn ha. Về thì về sắm xanh, về thì về gia công nha, về sắm xanh. Bốn cái tay xi nhan Atimon anh em nha, bốn cái tay xi nhan Atimon sạch sẽ, liền lạc, niền câm thì sáng sủa. Đây, quay rõ ràng cho anh em xem ha, niền câm thì sáng sủa. Về là chỉ đổ xăng thôi, phục cũng vậy luôn, phục thì cũng phục mới luôn. Về là chỉ đổ xăng thôi. Chung là lúc trước á mình làm xe cho anh này á là ảnh dạng như là ảnh chơi chứ không phải là ảnh dọn về gì anh dọn chơi. Nhưng mà hôm nay thì đi không biết ảnh kêu là xuất khẩu lao động á hay là đi cái gì ta quên rồi, nhưng mà anh rất hoài, nhưng mà để lâu quá thì anh sợ hư. Anh chia sẻ lại cho anh em một cái giá cực kỳ tốt luôn, chỉ 17.500.000 thôi ha. Và những anh em nào mà muốn xem trực tiếp cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại của shop em là 0948265265 anh em ha. Đây, gấp zin nha, gấp này gấp zin nha, gấp MD zin đầy đủ hết, nói chung là phơm dán là đầy đủ hết, anh em về là chỉ chơi thôi. Và bô cũng vậy luôn, anh em thấy đầy đủ nha. Bô là bô tân tiến móc theo bài nha. Thì những anh em nào mà thường hay xem những cái video của shop em á, những cái video mà test bô nè, những cái video xe dọn, thì những cái bô này là shop em có bán 700.000 một cây. Bô móc theo bài anh em nha. Gác chân thì anh cũng gắn gác chân gia công nè, gác chân gia công rồi che chân nhôm, nói chung là đầy đủ hết. Anh em về là chỉ đổ xăng thôi ha. Cấu hình máy á, là máy 70, 4 số CD. Đó, như anh em sạch sẽ, như anh em thấy trong video lúc nào mình quay cũng rõ ràng anh em, từ sườn nè, từ sườn, từ máy, từ dàn ngoài, dàn trong tới dàn máy đều rõ ràng cho anh em hết, để tránh cái trường hợp bích lòng thì những anh em ở xa, tại vì xe của shop em có cặp và có ship xa nên anh em ở xa cứ bị yên tâm ha. Sạch sẽ hết. Lên trên đây quay cho anh em xem. Lên trên đây thì ghi đông cùm. Ghi đông cùm nè. Xe rất là sáng sủa ha. Anh em về là chỉ đổ xăng đi thôi. Và cái quan trọng giá của em nó mình thấy cũng cực kỳ dễ thương. Giá của em nó chỉ có 17.500.000 thôi anh em ha. Ba đèn mới nè. Ba đèn, bốn cái tay xi nhan ha. Cuộc trước,
logo Honda đầy đủ, nói chung là anh gắn đầy đủ hết, anh em về là chỉ có chơi thôi. Niền trước sau cũng vậy, niền trăm trước sau cũng vậy, cũng rất là đẹp ha. À, niền niền Gucci nha, niền trước sau rất là đẹp. Những anh em nào mà muốn xem trực tiếp á, thì quý vị ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại là 0948 265 265. Qua bên đây em quay một vòng cho anh em xem ha. À, quay một vòng cho anh em xem, mình lúc nào mình quay mình cũng quay rõ ràng á, nên những ông chú ở xa cứ gì yên tâm, số khung số máy là chuẩn chỉ hết, quay vô số sườn luôn, quay vô số sườn, quay vô số máy đó rõ ràng, để tránh cái trường hợp bích lòng mình thì quay rõ ràng cho anh em ha. Số khung số máy chuẩn chỉ, gấp đặt te, và biển số của em nó là biển số 685440. Để mình test cái máy luôn nha, test cái máy, mình test luôn cái điện đèn càng xi nhan đầy đủ cho anh em. Cái này anh để lâu quá, anh để anh không chạy, không có bình. Máy là bao thì thầm, điện đèn càng đầy đủ, đầy đủ hết, nhưng mà cái này do bình yếu nè, cái này do bình yếu. Nghe tê không nè, nghe tê tái không, cô bốc theo hoài nè, nghe tê tái không. Máy thì thầm, máy thì bao thì thầm, mình để cái micro sát vô trong máy luôn cho anh em nghe, không giọng hú nha, bao giọng hú, bao thì thầm, giá cực kỳ dễ thương, chỉ 17.500 thôi, 17.500.000. Và xe của bên shop em có cọc là có ship xa, nên em ở xa cứ việc yên tâm ha. Xe này ngoại trừ từ máy móc nè, điện đèn càng full chức năng đầy đủ hết, xe là sạch sẽ sáng sủa ha, như anh em thấy dàn chân cũng vậy luôn, dàn chân, dàn trước, dàn sau, về là chỉ đổ xăng. Thì những cái chiếc xe của bên shop em thì anh em biết rồi, có cọc là có ship xa hết, có cọc là có ship, ở đâu shop em cũng ship, ở Hải Phòng, Sơn La hay là bất cứ các tỉnh nào thì shop em cũng đều ship toàn quốc hết. Dễ thương anh em ha, xe này dễ thương ha, từ giá cả nè tới dàn máy, móc thì thầm không, thấy không? Máy thì thầm, không có một tiếng giọng, không có một tiếng hú, mình đang để video sát cho anh em nghe máy. Đó, đây, qua đây, test cái bồ cho anh em nghe, test cái bồ cho anh em nghe, đây, rồi là đổ xăng. Mười bảy triệu 500.000, rất là ok, quá dễ thương. Cọc và ship tận nhà nên em ở xa cứ yên tâm ha. Rồi ok, cảm ơn em đã xem video nha, nhớ bấm like đăng ký giúp shop để luôn cập nhật các món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em nha. Sáng mai mình có làm một clip quay trợ lực phụt cho anh em xem, mình có làm rồi, nhưng mà sáng mai thì mình sẽ đăng lên cho anh em ở xa xem, những anh em nào chơi cúp đó, thật chưa, xuất sắc chưa. Sáng mai thì mình sẽ review cho anh em, bây giờ thì cảm ơn em đã xem video nha, nhớ bấm like đăng ký giúp shop để luôn cập nhật các món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.